Ở lớp 4, các em đã được học môn khoa học. Lớp 5, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu những điều mới mẻ về khoa học. Mỗi bài học sẽ cung cấp những kiến thức quý báu cho cuộc sống của chúng ta. Thì chương trình khoa học lớp 5 có những chủ đề sau: con người và sức khỏe, vật chất và năng lượng, thực vật và động vật, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Thì so với sách khoa học lớp 4, sách khoa học lớp 5 có thêm chủ đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Thì các bạn thấy, ở bất vật khoa học nào, con người và sức khỏe của con người cũng luôn được đặt lên một vị trí hàng đầu. Bài học đầu tiên mà các em học có tên là sự sinh sản. Bài học sẽ giúp các em hiểu ý nghĩa của sự sinh sản đối với loài người. Chúng ta đi vào hoạt động số 1 với tên gọi là bé là con ai. Thì cô có các hình chụp các em bé và bố hoặc mẹ của em bé đó. Dựa vào đặc điểm của mỗi người, các em hãy tìm bố hoặc mẹ cho từng em bé nhé. Cô có 4 bức hình sau. Các bạn hãy tìm bố hoặc mẹ cho hai em bé ở hình số 2 và hình số 4. Và sau đây là câu trả lời của cô. Đây là hai bố con. Bên trái là hình ảnh người bố lúc còn nhỏ. Bên phải là hình ảnh con gái của ông ấy. Đây là hai bố con vì chúng ta dễ dàng nhận ra được qua đôi mắt và cái mũi của họ rất là giống nhau. Hình ảnh tiếp theo, đây là hình ảnh mẹ và con gái. Bên trái là hình ảnh người mẹ lúc còn nhỏ. Bên phải là hình ảnh con gái của cô ấy. Thì các bạn thấy họ có hàm răng giống nhau. Thì các bạn thấy mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. Nhờ đó mà nhìn vào đặc điểm bên ngoài, chúng ta cũng có thể nhận ra bố mẹ của em bé. Bây giờ chúng ta bước qua hoạt động số 2, sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của sự sinh sản ở người. Cô có yêu cầu sau, các em hãy quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, lúc đầu gia đình bạn Liên có mấy người, đó là những ai? Câu hỏi thứ hai, hiện nay gia đình bạn Liên có mấy người, đó là những ai? Và câu hỏi thứ ba, sắp tới gia đình bạn Liên có mấy người, tại sao em biết? Các bạn hãy dựa vào hình ảnh để trả lời ba câu hỏi này nhé. Thì dựa vào hình ảnh, chúng ta thấy rằng lúc đầu gia đình bạn Liên chỉ có hai người thôi, đó chính là bố và mẹ của bạn Liên. Hiện nay gia đình bạn Liên có ba người, đó là bố, mẹ bạn Liên và bạn Liên. Sắp tới gia đình bạn Liên sẽ có 4 người, mẹ bạn Liên sắp sinh em bé, mẹ bạn Liên đang có thai. Thì các bạn thấy, nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ được duy trì kế tiếp nhau. Do vậy, loài người được tiếp tục từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lúc đầu, gia đình nào cũng bắt đầu từ bố mẹ rồi sinh con, có cháu chắt tạo thành dòng họ. Đây cũng chính là ghi nhớ ở trang 5 trong sách giáo khoa. Các bạn nhớ học thuộc nha. Chúng ta bước qua hoạt động số 3, liên hệ thực tế gia đình của em. Các bạn hãy vẽ tranh về gia đình của mình và giới thiệu với mọi người. Thì các bạn có thể vẽ tranh vào giấy A4 và tô màu tùy thích. Và sau này khi chúng ta quay trở lại trường, mình sẽ giới thiệu với các bạn trong lớp của mình về gia đình của mình nhé.